Chào tất cả anh em nhé, thì đây là ba con chè than non. Con này nó được khoảng gần 20 ngày tuổi. Rất là háo ăn. Để chuẩn bị tách lồng ra. Nuôi khoảng một thời gian nữa, chút hôm nữa dám tách lồng ra. Cái ổ chè than này bắt ở ngoài tự nhiên. Thì bằng cách mình đặt cái ống tre, cái một sinh sản ống tre nó vào nó sinh sản nó đẻ nhé, bắt về luôn. Thì bây giờ nó được 20 ngày tuổi, đòi ăn suốt ngày luôn. Thì thức ăn cho chè than thì thường thường là mình hay cho ăn cám gà con pha loãng, cám gà con pha loãng với nước, bổ sung lên dế, tiêu chấu, để trứng, một số cái thức ăn bổ sung. Nhưng chủ yếu vẫn là cám ngâm nước, cám gà con ngâm nước, rất ham ăn, nó chân nhanh lớn. Tổ này ngoài tự nhiên là sinh sản được 5 con. 5 con chim non nhé. Ở đây là bài à. Ở đây 3 con trống, 2 con mái. Thì bây giờ làm sao để nhận biết con chim non này, con chim này mới được mới sinh ra hoặc là được có tầm tuần hoặc là 10 ngày tuổi trở đi, làm sao ta nhận biết được nó là con chim trống hay con chim mái. Thì cái này thì nó cũng là phần lớn thì 100% thì đôi khi nó không có đạt 100%, nhưng mà dựa một số cái đặc điểm của con chim thì nó đã suy luận ra con chim đó là trống hay mái. Một số anh em chia sẻ đó là cái tổ chim hay con chim nở đầu là con trống, con thứ hai là mái, con thứ ba là trống, con thứ tư là mái. Đó là tổ 4 con và cứ lần lượt như vậy, nhưng chưa chắc chính xác lắm. Thì đây lựa ra ba con chim trống. Thì theo quan điểm của mình thì về con chim non trống mái với con chè than non này, thì quan sát cái về bề ngoài này. Đó. Thông thường con chim trống thì mình quan sát cái mắt của nó nhé. Cái mắt con chim chè than trống thì thông thường nhìn cái mí trên của nó thì cái mắt nó, cái mí nó hơi sụp xuống, nên chúng ta quan sát là cái mắt nó nhìn nó sẽ hơi méo hơn với con chim chè than mái. Bởi vì chính vì nó méo như vậy thì chúng ta thấy là con chim trống cái mắt nó sẽ tợn hơn, nhìn nó dữ hơn chim hơn nhá, và nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Nếu mà về cái linh hoạt, cái độ linh hoạt thì nhanh nhẹn hơn, cái mắt nó méo hơn với cái mí trên đấy, với gì cái mí trên đấy nhá, cái mí trên nó hơi méo, sách mắt nó sách nên nhìn nó tợn con chim hơn. Còn mái thì cái mắt nó tròn, thì đó là một cái đặc điểm. Và cái đặc điểm thứ hai là ta nhìn cái mép mỏ nhé. Đây chỉ cần dựa vào hai cái đặc điểm này thì nó chính xác đúng không ạ. À, cái mắt thứ nhất là cái mắt đó nhé. À, cái mắt con chim trống là nhìn là nó xem cái mi nó sụp xuống nó méo nhé. À, đó là cái đặc điểm thứ nhất. À, cái đặc điểm thứ hai các bạn nhìn cái mép mỏ dưới của con chim chè than non này. Đấy. Với con chim chè than non nó cùng tuổi này, cùng lứa như này, thì nếu mà con mái thì cái mép phía dưới này, đó, nhìn kỹ không? Đây, cái mép này này nhé. Nếu là con mái thì cái mép là cái màu đen từ cái chóp mỏ đi vào trong, càng vào trong cái cổ họng này, càng đi vào thì nó càng nhạt dần. À, và cái độ đen nó ít ấy, thì nó là con chim mái. Và con chim trống thì nó khác biệt một tí. Con chim trống thì từ cái mép mỏ ngoài nó đi kéo vào trong đến cái chỗ cổ họng này thì nó, cái vệt đen nó kéo dài hơn nhá. Nếu mà so sánh với hai con cùng một đàn mà chúng ta có cả chim trống chim mái thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết. Đấy, cái vệt đen này mà nhìn rõ, vệt đen từ cái đầu mỏ đi chạy vào trong này. Nếu là con trống thì cái vệt này nó rõ ràng hơn, màu đen hơn mà nó chạy dài hơn vào cái cổ họng này. Và chim em mái thì em cái này vẫn có, nhưng mà cái nó lại cái đường viền chạy vào nó mờ dần, nhạt nhạt dần, và màu đen nó không sắc nét như con chim trống nhá. Thì cần dựa vào hai cái đặc điểm này thôi thì
có thể khẳng định là con chè than non này nó là trống hay mái nhé. Đó. Nó đòi ăn, ăn suốt ngày. Thì các bác mà chưa có nhận biết được con chim trống mái thì cứ dựa vào hai cái đặc điểm này nhé. Thứ nhất là nếu mà có con chim mái có một tổ thì chúng ta có thể rất là dễ phân biệt. Thì đây là ba con trống, còn hai chim mái thả ra để cho mẹ nó nuôi, cho nó sinh sản. Đấy, không nuôi chim mái nha. Cứ dựa vào hai cái đặc điểm đó là gần như chính xác các bạn. Đây là em đang cho nó ăn cám không, thì ngày thì cho nó bổ sung thêm 1-2 lần, thường là 2-3 lần là nếu có dế hoặc chuột xấu đấy thì bổ sung thêm, không có thì thỉnh thoảng nó cho nó ăn trứng lòng đỏ trứng gà được, trộn lẫn với cám hoặc là thịt heo, thịt bò thì đó mình cắt ra một miếng nhỏ bỏ ra ngoài nha, cho con chim non nó phát triển. Mỗi lần con chim non nó ăn không nhiều các bạn, nhưng mà nó lại ăn rất là nhiều bữa nên là nó đòi ăn suốt. Chào các bác nha.